Đúng là mắt thấy, tai nghe không bằng mắt thấy. Nhìn bộ sưu tập này, nhìn cái chiếc áo này, em khẳng định rằng hoa cỏ cũng có linh hồn và rất là ấn tượng, rất là sống động. Kính thưa quý vị, Như Quỳnh là một nghệ sĩ cải lương và gần như là khách hàng thân thiết của nhà thiết kế Minh Hùng, và nói đúng hơn là một đứa em của anh Minh Hùng. Thì gần đây Như Quỳnh rất là tự tin khi diện những bộ trang phục của nhà thiết kế Minh Hùng, quay ca cổ hoặc là diễn truyền hình trực tiếp. Thì có rất là nhiều bạn bè đồng nghiệp hỏi Quỳnh là nhà thiết kế nào vậy mà thấy là rất là hợp với Quỳnh và rất là duyên dáng. Nên là Quỳnh rất là hãnh diện hôm nay là được tham dự trong buổi ngày hội áo dài, và trong đó là có một người anh thân thương của Như Quỳnh, đó là nhà thiết kế Minh Hùng. Thì hôm nay thật sự thấy bộ sưu tập này Như Quỳnh rất là hãnh diện về anh của mình, rất là hãnh diện về anh. Và em xin chúc là buổi tối hôm nay bộ sưu tập của mình và phần trình diễn của anh thành công tốt đẹp. Và ở đây nhân tiện em cũng có một bó hoa tặng anh trước, và chúc cho đêm diễn của anh thành công tốt đẹp. Đối với đêm hội lần này thì mình muốn gửi đến các khán giả cũng như quý khách hàng của mình là không những hoa cỏ làm nên mùa xuân, nhưng mà cũng hoa cỏ cũng làm nên những bộ sưu tập rất là độc đáo qua bàn tay tài hoa của nghệ nhân Cao Sơn, chuyên về hoa tươi và hoa cưới. Bạn bè đã nhiều năm rồi, nhưng mà hôm nay mới có dịp mời Cao Sơn làm chung với mình một bộ sưu tập mang chủ đề là đêm hội áo dài với nhiều họa tiết là mây che lá của Việt Nam, tạo nên những phong cách áo dài rất là đặc biệt dành cho đêm hội hôm nay. Đây là nguyên một ekip makeup của Famita đã gắn bó với Minh Hùng trong thời gian rất là lâu. Rất là tin tưởng về tay nghề của Famita, làm một người makeup rất là có tâm. Một người chị tinh thần đã ủng hộ cho người em những vải vóc về vải ren để làm nên những cái tác phẩm như ngày hôm nay là chị Hồng. Rất là thương em. Cảm ơn Hồng nhiều. Chúc mừng. Những sản phẩm của nhà thiết kế Minh Hùng á, thật sự là rất là dự ý. Chị đã rất là nhiều năm, và mỗi những cái cuộc quan trọng của công ty hay là dự dạ hội, chị đều mặc những cái bộ trang phục của nhà thiết kế Minh Hùng. Thật sự là rất là dự ý.